Chào bạn nha, bữa nay chú mình cưa cái cây sà cừ này nè. Chú sửa soạn dây đang bay qua cái cây sà cừ đó đó. Các bạn hãy xem chú bay qua như thế nào nha. Đó, chú bay qua nha các bạn. Giờ chú kéo cái máy cưa qua. Cái cây sà cừ này khá to nè. Đó, cái gốc đó nha các bạn. Chú bây giờ kéo cái máy cưa qua. Chú bắt đầu tháo cái dây đó ra, cưa cái nhánh này nha các bạn. Có cái nhánh chú để cái giò đó các bạn, cưa cái nhánh đó. Cây ngã đó các bạn, ngã đó, đó quá tuyệt vời, lọt cái kẻ xuống đất luôn nha các bạn. Chú cưa thêm phút nữa các bạn ơi. Rớt xuống luôn mà cưa, chú cưa dùng cái giò đạp luôn nha. Giờ chú leo lên mấy cái nhánh trên để cưa nha các bạn. Cái cây sẽ sàn ngã nha các bạn. Đó chú ném, chú gịch, chú xô xuống luôn nha các bạn. Tặng thêm một đạp luôn các bạn. Đó rớt xuống đó nha các bạn. Bây giờ chú chuẩn bị leo lên để cưa mà tiếp mấy cái nhánh trên đó. Chú ngồi trên đó nha các bạn. Đó. Bây giờ chú bước ra ngoài cưa cái nhánh nó nằm ở trên cái máy trường học nè các bạn. Đó, chú bước ra ngoài nha các bạn. Cưa cho nó sụ xuống rồi một lát anh kia anh lên anh dọn dẹp ở trên máy trường anh kéo xuống nha các bạn. Yeah.
Quá tuyệt vời luôn các bạn, chú cầm chú quăng xuống luôn nha các bạn. À, mình leo lên cao mình quay có lắc mấy bạn thông cảm cho mình nha các bạn. À, bây giờ chú ngồi ở trên thọt xuống cưa cúc to đó luôn nha các bạn. Cúc luôn khá to đó các bạn ơi, chú chưa dây đừng cho nó rớt trúng mấy trường các bạn. Rớt trúng mấy đường trường là lũng ạ. Đó chú cưa gần đứt nha các bạn. Cúc cây bắt đầu rớt các bạn ơi, đó chú xả dây xuống từ từ nha các bạn. À, anh ở dưới anh mở dây nha các bạn, còn cái anh áo đỏ là anh Long Phi 1985 là cũng làm YouTube nữa các bạn. Các bạn bấm vô là Long Phi 1985 là phực lên ánh đó các bạn. Giờ chú leo lên cưa tiếp mấy cái nhánh dành đọt nha. Rồi xuống cưa từ lóng xuống rồi cưa gốc nha các bạn. À, hiện giờ là mình ngồi trên mái nhà quay nha các bạn. Đó, chú leo lên tuốt chảnh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.